Chào mừng các bạn đã đến với bản tin tuần được phát sóng định kỳ trên kênh YouTube của Travel Everywhere. Bản tin mỗi tuần của chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất về du lịch, văn hóa, đời sống trong và ngoài nước. Nhà hàng lẩu bò Như Xuyên tại thành phố Hoài Nam, Trung Quốc bị cáo buộc đã nhiều lần tái sử dụng nước lẩu thừa trong các bữa ăn phục vụ khách hàng. Tòa án tiết lộ rằng nhà hàng này đã bán khoảng 65.000 nồi nước dùng trị giá 1,7 triệu nhân dân tệ cho tới khi các hoạt động bất hợp pháp của họ bị phát hiện vào năm 2021. Theo thông tin từ Nhật báo Tòa án Nhân dân Trung Quốc, 13 cá nhân tham gia vụ việc phải nhận mức án từ 1 cho tới 12 năm tù. Giới chức Bỉ cho biết một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi bị một cây thông Noel đổ trúng người trong thời tiết giông bão ở thị trấn Odenade. Người phát ngôn của công tố viên tỉnh này cho biết cả ba người đều là người dân trong thị trấn và nạn nhân xấu số là một người phụ nữ 63 tuổi. Hiện tại, giới chức tỉnh vẫn đang điều tra xem liệu nguyên nhân thực sự là do việc bảo vệ cây thông không đúng cách hay đơn giản chỉ là do tác động của thời tiết. Một công dân Trung Quốc 52 tuổi đã bị bắt tại sân bay quốc tế ở Singapore và bị buộc tội trộm cắp vì nghi ngờ lục lọi túi xách của ba hành khách trên cùng chuyến bay. Theo cáo buộc, người đàn ông đã trộm tiền mặt với tổng trị giá lên đến 23.000 đô la Mỹ, tương đương với 600 triệu Việt Nam đồng. Hiện tại, năm hành khách đang bị cảnh sát tạm giam để điều tra thêm. Nếu bị kết tội trộm cắp, năm hành khách có thể phải đối mặt với án tù 9 năm và bị phạt tiền. Một bé trai 6 tuổi dự kiến bay từ sân bay quốc tế Philadelphia đến sân bay quốc tế Tây Nam Florida để thăm bà ngoại của mình. Tuy nhiên, bé trai đã được tiếp viên hàng không của hãng bay Spirit đưa lên nhầm chuyến bay đến thành phố Orlando, cách điểm đến dự kiến hơn 260 km. Hãng hàng không sau đó đã lên tiếng xin lỗi gia đình cháu bé và giải quyết vụ việc bằng cách trả chi phí di chuyển cho người bà ở Florida đi đón cháu của mình ở Orlando. Dù hãng hàng không không đề cập đến nguyên nhân xảy ra nhầm lẫn, nhưng có thể xác định một phần là do đợt cao điểm của ngành hàng không trong dịp lễ Giáng sinh. Bắc Kinh đang chịu đợt rét dài kỷ lục trong 7 thập kỷ khi ghi nhận khoảng thời gian này có mức nhiệt độ dưới 0 độ C, dài nhất từ năm 1951. Kể từ khi nhiệt độ lần đầu giảm xuống dưới 0 độ C vào ngày 11 tháng 12, mức nhiệt độ dưới 0 độ C này đã duy trì hơn 300 giờ. Một người đàn ông đã nấu một bữa ăn ngay trong nhà vệ sinh trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Delta Airlines. Người đàn ông này đã dùng hai cục pin lớn và nối vào một hệ thống dây điện để nấu tôm và khoai tây nghiền ăn liền ngay bên trong bồn rửa tay. Trong suốt quá trình thực hiện, nam hành khách đã quay video lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đại diện của hãng hàng không lên tiếng rằng họ đã biết về đoạn video và đang tiến hành xem xét kỹ hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại ở phần bình luận. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi bản tin mới nhất của Travel Everywhere. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.